Tình hình chiến trường Ukraine đang tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Một mùa hè đỏ lửa đang chờ đợi các binh sĩ của cả đôi bên. Thuận theo việc tình hình chiến sự ngày một nóng hơn, các loại khí tài đắt giá cũng thiệt hại ngày một nhiều hơn. Gần đây, truyền thông Ukraine và đặc biệt là tình báo Anh cho rằng vụ tập kích bằng UAV cảm tử của Kiev ngày 5 tháng 4 vào các căn cứ Nga gây thiệt hại nặng nề, bất chấp Moscow tuyên bố thông tin của đối phương là giả. Trong khi đó, UAV góc nhìn thứ nhất FPV đang trở thành vũ khí quan trọng được lực lượng Ukraine sử dụng trong cuộc chiến với Nga. Tất cả những câu chuyện hấp dẫn này sẽ được chúng tôi chuyển đến cho quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, vào đêm ngày 5 tháng 4, Ukraine được cho là đã sử dụng UAV cảm tử để tấn công vào các căn cứ không quân Nga gồm Morozov, Enzo và Sek, lần lượt ở các vùng Rostov, Saratov và Krasnodar. Đã có nhiều ý kiến khác nhau về kết quả của cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn hiếm hoi này. Tuy nhiên, nhìn chung đều thống nhất rằng mục đích của Kiev là làm suy yếu khả năng ném bom của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, nhằm giảm gánh nặng cho lực lượng chiến đấu mặt đất Ukraine ở tiền tuyến vốn đang phải chịu những áp lực rất lớn từ bom lượng có điều khiển của Nga. Theo đó, ít nhất 6 máy bay tiêm kích bom Su-34 tại căn cứ sân bay Morozov đã bị phá hủy và 8 chiếc bị hư hỏng nặng. 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tại căn cứ Azov có thể đã bị hư hỏng nghiêm trọng trong cuộc không kích và 7 binh sĩ Nga thiệt mạng. 2 máy bay cường kích Su-25 tại căn cứ Zep bị phá hủy hoàn toàn và 4 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 4 đưa ra thông tin cho biết họ đã đánh bại nỗ lực sử dụng UAV tấn công lãnh thổ Nga của đối phương vào sáng sớm ngày hôm đó. Hệ thống phòng thủ không quân Nga tiêu diệt 53 UAV cảm tử của Ukraine. 44 chiếc trong số nó đã bị hạ ở khu vực Rostov. Theo thông tin của các nguồn tin trung lập, căn cứ Azov được sử dụng cho các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga. Còn Zek là căn cứ của không quân hải quân Nga và cũng đóng vai trò quan trọng trong xung đột, nên đều bị tấn công. Nhưng điều đặc biệt thu hút sự chú ý là việc căn cứ Morozov bị tấn công dữ dội nhất. Sân bay này cách không xa biển Azov và là căn cứ chính cho các hoạt động đường không của Nga chống lại Ukraine. Morozov là căn cứ chính của trung đoàn máy bay ném bom số 559 với 3 phi đội Su-34 triển khai tại đây kể từ năm 2013. Ngoài ra, còn có tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35 đang tạm thời được triển khai ở căn cứ. Các nguồn tin của Ukraine ngay sau đó đã đăng tải hình ảnh vệ tinh về sân bay ở Morozov, được chụp vào ngày 5 tháng 4 bởi công ty ảnh vệ tinh Planet Labs của Mỹ và đồng thanh tuyên bố rằng tại sân bay này, ít nhất 6 máy bay Su-27 hoặc Su-34 đã bị phá hủy và 8 chiếc bị hư hại, cùng khoảng 20 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng thật sự đã có cuộc tập kích đường không nhằm vào sân bay ở Morozov, nhưng nó đã bị đẩy lùi thành công. Hơn 40 UAV của đối phương bị hạ. Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev cho biết, ở khu vực gần sân bay, do đầu đạn trên một trong những chiếc UAV bị rơi phát nổ, làm 8 người dân dưới mặt đất bị thương. Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs chụp ngày 6 tháng 4 và được chuyên trang quân sự của John của Mỹ phân tích cho thấy 29 chiến đấu cơ các loại hiện diện tại căn cứ không quân Morozov ở tỉnh Rostov của Nga, tương đương với số phi cơ có mặt tại sân bay trước cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV của Ukraine đêm ngày 4 tháng 4. Một hố đất và vệt cháy xuất hiện gần khu bảo dưỡng máy bay, nhưng chưa rõ là do UAV Ukraine hay đạn phòng không tại căn cứ gây ra. Trong ảnh được chụp sau đó, ít nhất một máy bay đang hạ cánh và một chiếc di chuyển trên đường lăn, cho thấy hoạt động tại sân bay Morozov vẫn diễn ra bình thường. Các chuyên gia vẫn để ngỏ khả năng mảnh văng từ các vụ nổ làm hư hại khí tài và hạ tầng Nga, nhưng nhấn mạnh không có dấu vết cháy nổ trong ảnh vệ tinh độ nét cao. Căn cứ Morozov là mục tiêu hàng đầu của Ukraine. Quân đội Nga hiểu rõ điều đó và đã tăng cường đáng kể lưới phòng không. Bất kể đòn tập kích lần này của Ukraine thành công hay thất bại,
thì không có gì đảm bảo rằng căn cứ chiến lược này vẫn an toàn trong tương lai. Nhất là khi UAV cảm tử tầm xa của Ukraine đang được cải tiến với tốc độ chóng mặt. Sân bay Morozov là nơi đóng quân của trung đoàn ném bom số 559 thuộc sư đoàn không quân hỗn hợp số 1 của không quân Nga. Dữ liệu nguồn mở cho thấy 26 tiêm kích bom Su-34 và 3 máy bay Su-30/35 hiện diện ở sân bay Morozov trước đòn tập kích. Một bức ảnh tương tự cũng được quan sát thấy ở sân bay ở Azov. Số lượng UAV cảm tử tấn công sân bay này ít hơn 4 lần. Nhưng nguồn tin Ukraine cho biết 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã bị phá hủy. Còn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga đảm bảo rằng tất cả UAV cảm tử của đối phương đã bị tiêu diệt. Đồng thời, trong những bức ảnh xuất hiện do Planet Labs chụp vào ngày 5 tháng 4, sau khi có thông tin về các cuộc đột kích, không hề có dấu vết của những UAV cảm tử tấn công sân bay Azov. Tình hình cũng tương tự với sân bay ở Sheremetyevo. Truyền thông Ukraine nói rằng họ đánh trúng nhiều máy bay Su-34, còn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng mọi UAV đều bị phá hủy trên không hoặc chìm ở biển Azov. Cũng không có dấu vết của sự xuất hiện các hình ảnh tấn công của UAV Ukraine trong ảnh vệ tinh của Planet Labs. Do vậy, Moscow cho rằng cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào các sân bay Nga trong rạng sáng ngày 5 tháng 4 là thật, nhưng thông tin về số máy bay bị phá hủy đều là giả. Chính viện nghiên cứu chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ cũng đưa ra nhận định rằng không có bất cứ bằng chứng trực quan nào về việc các máy bay Nga bị phá hủy hoặc hư hại. Vì sao Ukraine săn lùng Su-34? Dù kết quả cuộc không kích vào căn cứ Morozov có ra sao, thì chắc chắn rằng việc Su-34 được triển khai tại đây đã trở thành cái gai trong mắt của Ukraine, bởi chúng là loại máy bay ném bom chủ lực ở chiến trường trong thời gian qua. Đây là loại máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi, gồm phi công điều khiển máy bay và phi công phụ chuyên điều khiển vũ khí. Vị trí của hai phi công ngang cạnh nhau để tăng khả năng tương tác. Theo các nguồn tin Nga, bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, các phi công của lực lượng hàng không vũ trụ đã bắt đầu khóa huấn luyện quy mô lớn về thả bom được trang bị mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát UMPC. UMPC thực chất là thứ mà phương Tây gọi là bộ bom lượng dẫn đường chính xác CDAM. Bằng cách lắp đặt các cánh có thể gấp lại và hệ thống điều khiển trên bom rơi tự do truyền thống, mô đun này có thể biến bom thường thành bom có điều khiển chính xác. Kể từ cuối năm ngoái, tiêm kích Su-34 đã sử dụng rộng rãi bom lượng thông minh nặng 250kg, 500kg và 1500kg trên chiến trường, gây thiệt hại nặng nề cho Kiev. Ông Sergei Chemezov, chủ tịch tập đoàn quốc phòng Rostec cho biết, Su-34 thường sử dụng loại bom này để tấn công các mục tiêu ở tiền tuyến. Nó rất hiệu quả và chi phí tương đối thấp. Cho đến nay, bom lượng có điều khiển của Nga đã phá hủy hàng trăm mục tiêu quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần đưa ra các thông tin chiến trường ca ngợi vai trò chủ chốt của Su-34. Tiêm kích bom Su-34 thực hiện sứ mệnh tiêu diệt lực lượng đông đảo của đối phương và phá hủy các trận địa, cơ sở quân sự hàng ngày trong các hoạt động quân sự đặc biệt. Ngoài ra, quân đội Nga cũng xác nhận Su-34 đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kysa lần đầu tiên vào năm ngoái để tấn công mục tiêu quân sự Ukraine. Trước đây, chỉ có tiêm kích đánh chặn MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 được trang bị thiết bị đặc biệt mới được sử dụng cho mục đích này. Do vậy, không khó để xác định Ukraine phải săn lùng và triệt hạ số tiêm kích bom Su-34 của Nga bằng mọi giá. Đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng trên không do Su-34 gây ra, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm tiêu diệt loại máy bay này. Sau khi xung đột nổ ra vào năm 2022, do quân đội Nga thiếu vũ khí dẫn đường chính xác, nên Su-34 chỉ có thể sử dụng chiến thuật thả bom thông thường từ trên đỉnh đầu mục tiêu. Do đó liên tục bị tên lửa phòng không giả chiến của Ukraine tiêu diệt. Sau khi áp dụng chiến thuật mới là thả bom lượng ngoài tầm bắn của tên lửa phòng không đối phương, khả năng chiến đấu của Su-34 được cải thiện trong một thời gian. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó đã thay đổi chiến lược và sử dụng nhiều phương pháp như bí mật cơ động tên lửa tầm xa Patriot và S-300 tấn công bằng UAV vào sân bay. Lần đầu tiên tiêu diệt nhiều Su-34 và các máy bay chiến đấu khác của Nga. Theo thống kê của không quân Ukraine, kể từ đầu năm 2024, quân đội Ukraine đã bắn rơi 2 máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga
12 tiêm kích Su-34 và 2 tiêm kích đa năng Su-35. Những thống kê mới nhất của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho thấy, tính đến tháng 3 năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga vẫn còn khoảng 100 chiếc Su-35, hơn 100 chiếc Su-34 và 7 chiếc A-50U. Điều đó cho thấy những hành động này của quân đội Ukraine vẫn chưa đủ để làm suy yếu khả năng ném bom tiền tuyến của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Trước thành tích vượt trội của Su-34, quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh sản xuất loại máy bay chiến đấu có vai trò quan trọng này trên chiến trường. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Sản xuất Hàng không Thống nhất của Nga tiết lộ lực lượng hàng không vũ trụ đã nhận được lô Su-34 đầu tiên được giao trong năm nay. Như vậy, với bom lượng có điều khiển, tiêm kích Su-34 thực sự trở thành hung thần của quân đội Ukraine trên chiến trường, mà Kiev chưa có cách nào hiệu quả để đối phó. Ukraine tung vũ khí giá rẻ phá hủy dàn xe tăng uy lực của Nga. Chuyển đến một diễn biến khác trên chiến trường Ukraine, theo Foreign Policy, trong bối cảnh viện trợ quân sự bị đình trệ ở Quốc hội Mỹ, quân đội Ukraine phần lớn đã chuyển sang sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào xe tăng Nga. Quân đội Ukraine vận hành UAV thông qua bộ điều khiển và có thể theo dõi các cuộc tấn công cảm tử nhằm vào xe Nga thông qua nguồn cấp dữ liệu video. Vào năm thứ ba của cuộc chiến, UAV FPV gần như trở thành phổ biến trên chiến trường Ukraine. Các binh sĩ vận hành UAV cũng được luyện tập nhiều qua các cuộc giao tranh. Nhà làm phim tài liệu người Ukraine Anton Bartoskin chia sẻ trên mạng xã hội X vào tháng 11 năm ngoái rằng trước chiến tranh, tôi đã từng quay những video điện ảnh với sự hỗ trợ của UAV và FPV. Bây giờ chúng tôi sử dụng FPV để bảo vệ lãnh thổ của mình. Một quan chức NATO khẳng định rằng hơn 2/3 số xe tăng của Nga bị quân đội Ukraine phá hủy trong những tháng gần đây bằng UAV và FPV. Các chuyên gia cũng có chung nhận định rằng UAV giá rẻ đang cách mạng hóa chiến trường hiện tại. Samuel Bendez, cố vấn của Trung tâm Phân tích Hải quân CNA, cho biết bất kỳ phương tiện, hệ thống vũ khí, binh sĩ nào di chuyển trên chiến trường Ukraine lúc này đều có thể bị phát hiện, quan sát và cuối cùng bị UAV tấn công. Không còn chuyện di chuyển mà không bị phát hiện nữa. Tuy nhiên, UAV của Ukraine vẫn có những điểm hạn chế. Đây không phải là những chiếc UAV Predator trị giá 20 triệu đô la Mỹ mà Mỹ sử dụng để săn lùng các mục tiêu khủng bố ở Trung Đông. Đây là những chiếc UAV giá rẻ có sẵn với giá 400 đô la Mỹ. Loại vũ khí được Ukraine sử dụng chỉ gắn camera giá rẻ, khiến việc nhắm mục tiêu vào ban đêm hoặc khi trời nhiều mây trở nên khó khăn hơn. Các UAV này thường chỉ mang theo đạn tự chế như lựu đạn hoặc bom tự chế. Trong một số trường hợp, chúng có thể phát nổ ngay khi đang bay. UAV FPV có tầm hoạt động ngắn, vì vậy ngay cả khi Ukraine thiếu đạn pháo tầm xa, họ cũng chỉ có thể sử dụng một số UAV có phạm vi hoạt động 10 km. Rod Lee, chuyên gia cấp cao của chương trình Á-Âu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại từng tới Ukraine vào tháng 11 năm ngoái, cho biết tỷ lệ tấn công chính xác của UAV FPV là dưới 50%. Ngay cả những UAV vượt qua các biện pháp đối phó ngày càng tinh vi của Nga, bao gồm những hộp thiết bị tín hiệu gắn trên xe tăng, cũng khó có thể gây ra một đòn chí mạng. Các UAV thường không phá hủy xe tăng trong vài lần đầu tiên. Họ có thể phải cần tới 10 UAV FPV trở lên mới hạ gục được một chiếc xe tăng. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, Nga vẫn phải tìm cách bảo vệ xe tăng bằng cách ngụy trang và trang bị thiết bị gây nhiễu để đề phòng UAV của Ukraine. Nga đang cạn kiệt xe bọc thép và xe tăng. Nếu Ukraine tiếp tục tấn công với tốc độ hiện tại và Nga tiếp tục gửi thêm xe tăng để thay thế những chiếc bị phá hủy, Moscow có thể mất lợi thế về số lượng xe tăng. Điều này có thể khiến Nga gặp khó khăn hơn khi thực hiện các hoạt động tấn công trong tương lai. Chiến thuật bắn và chạy của pháo binh Ukraine. Thưa quý vị, cũng liên quan đến khí tài trong chiến tranh Ukraine, theo nhà sản xuất KNDS Nestor của Pháp, Ukraine đã mất ít nhất 10% số pháo tự hành Seisher, cỡ nòng 155mm gắn lên khung cầm xe tải quân sự Việt giã mà họ nhận được từ Pháp và Đan Mạch. Nhờ khả năng cơ động tốt dẫn đến tỷ lệ sống sót cao hơn so với một số hệ thống pháo tự hành hoặc xe kéo khác. Trong một tuyên bố với Defense News, công ty cho biết thiệt hại đối với một số hệ thống pháo tự hành
hoặc xe kéo khác trong cuộc đọ sức giữa Ukraine với Nga lên tới gần 30%. Pháo Caesar do Pháp chế tạo, pháo tự hành 155mm nhẹ nhất thế giới với trọng lượng 18 tấn, có thể bắn 6 quả đạn trong vòng 1 phút trước khi thu hồi và di chuyển. Theo một chiến thuật pháo binh được gọi là bắn và dậy, trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng trên chiến trường, cơ động nhanh như chớp là cách bảo vệ tốt nhất cho hệ thống Caesar thay vì tầm bắn của pháo. Nestor cho biết trong tuyên bố việc sử dụng UAV và UAV lãng vãng đã trở thành mối đe dọa thực sự cách mặt nước 40km, nơi Caesar hoạt động. Do đó, trọng lượng nhẹ và khả năng rời khỏi vị trí trong vòng chưa đầy một phút để tránh bị phản pháo là đặc tính ưu việt vượt trội. Ukraine đã nhận được 55 tổ hợp Caesar, trong đó 36 khẩu do Pháp cung cấp, bao gồm 6 hệ thống được mua trong năm nay và 19 khẩu khác do Đan Mạch tặng. Bên cạnh pháo của Pháp, Ukraine còn vận hành các hệ thống pháo 155mm bao gồm xe kéo M777 của Mỹ và các hệ thống tự hành như BZH-2000 của Đức, Grab của Ba Lan và Archer của Thụy Điển. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã đến thăm cơ sở sản xuất của Nestor ở Versailles, ngoài ô Paris vào đầu tháng 4 để thỏa thuận về liên minh do Pháp-Mỹ dẫn đầu nhằm cung cấp pháo binh và đạn dược cho Ukraine. Pháp, Đan Mạch và Ukraine đã đồng ý tài trợ cho việc mua 78 hệ thống Caesar cho Kiev vào năm 2024. Như một phần của liên minh, Bộ trưởng Lecornu cho biết vào tuần trước, trong đó bao gồm 6 khẩu đã được giao trong năm nay. Nestor đã tăng sản lượng Caesar hàng tháng lên 6 khẩu, tức là gấp 3 lần so với trước khi xung đột bùng nổ, và mục tiêu trong thời gian tới là 12 khẩu pháo mỗi tháng. Ông Lecornu cho biết trong một cuộc họp báo sau chuyến thăm, công ty cho biết mục tiêu đã đạt được công suất mới trong vòng một năm và Nestor đã đầu tư để tăng sản lượng của các bộ phận của hệ thống. Nestor cho hay hiện tại toàn bộ hoạt động sản xuất của Caesar đều được dành cho Ukraine và để bổ sung vào kho dự trữ của quân đội Pháp. Vào tháng 12 năm 2023, Pháp đã đặt hàng 109 khẩu pháo thế hệ mới từ Nestor với giá khoảng 350 triệu euro. Đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào năm 2026, phiên bản nâng cấp sẽ có cabin bọc thép để bảo vệ khỏi mìn và vũ khí cỡ nòng nhỏ. Dựa trên phản hồi từ việc triển khai của Pháp ở Afghanistan và khu vực Sahel của châu Phi, Caesar Mk2 có động cơ 460 mã lực mới, mạnh hơn gấp đôi so với động cơ 215 mã lực trước đó. Đặt trên khung cầm xe tải 3 cầu 6x6 mới của nhà sản xuất xe quân sự Akus, và phần mềm điều khiển hỏa lực cũng được cập nhật. Theo Tổng cục Vũ khí Pháp, phiên bản này sẽ giữ lại khẩu pháo 155mm, tầm bắn hơn 40km và vẫn có thể vận chuyển bằng đường hàng không. Sau khi Ukraine chiếm ưu thế về hỏa lực pháo binh vào mùa hè năm 2023, Nga đã giành lại thế thượng phong vào hồi tháng 1. Bộ trưởng Lecornu cho biết tỷ lệ tiêu thụ đạn pháo là gần 1/6 nghiêng về Nga. Pháo binh là sát thủ lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine, chiếm hơn 70% số thương vong. Sự thiếu hụt pháo binh của Ukraine đã góp phần gây ra những thất bại gần đây trên tiền tuyến, bao gồm cả việc rút khỏi thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk vào tháng 2. Hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov cho biết năng lực pháo binh mạnh hơn là một trong những nhu cầu then chốt của Kiev để giành chiến thắng. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Nếu yêu thích các video, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.